Chào bà con, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bà con cái cách pha chitosan từ dạng bột qua dạng lỏng. Cái ứng dụng của chitosan mình nói sơ qua, nó là nó dùng để nhúng trái cây làm chất bảo quản trên rau củ quả, rồi phun trên lá dùng để giữ được cái phân, hàm lượng phân mà phân bón lá mình phun trên nó bám được lâu hơn. Thứ nữa là nó có thể nó rơi xuống đất hoặc mình tưới thẳng trong gốc luôn, là mục đích là ngừa các vi khuẩn, hạn chế các bệnh và ngừa được cái tiếng trùng con rễ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bà con cái cách pha như thế nào là đúng và để làm sao mà để cho cái chitosan nó tan tốt được trong nước. Nhiều bà con về pha xong cái nó không tan, nó còn cái gợn ở dưới, nó chỉ tan một phần nhỏ thôi. Nên là mình sẽ chia sẻ cái cách pha này để bà con nắm. Ở đây là mình sẽ nói theo công thức là 1 kg chitosan. 1 kg chitosan để pha ra dạng dung dịch 20 lít thì mình cần 300 ml axit acetic dạng đậm đặc. Nó khoảng tầm 90 đến 98% là được. Đó, với là nước mình chăm sao cho nó đủ để đạt được khoảng 20 lít dạng dung dịch. Giờ mình sẽ làm thực tế, làm trực tiếp cho bạn xem nha. Rồi chào bà con, bây giờ mình sẽ làm trực tiếp cái cách pha từ dạng bột qua dạng dung dịch 5%. Đây là cái acetic. Bây giờ mình pha với nước để ra cái dạng dịch. Cái này là nguyên chất nó là 90 đến 98% thì mình tính nó khoảng tầm là 95% đi. Mình không có máy đo nên mình không biết, mình mua cái đậm thì nó khoảng tầm 95% đi. Rồi. Để mà pha cho 250 gram chitosan thì mình cần khoảng 75 ml. Đúng rồi, 75 ml axit acetic. Mình đông cái này. Đây là 75 axit acetic cho vào cái xô nha. Này rất là đậm ạ. Rồi sau mình sẽ pha vào nước thì để nó ra được 5% thì mình pha khoảng gần 4 lít. 3 lít 7 mấy á. Ở đây là mình pha 3 lít 75 nha. Rồi mình sẽ khuấy đều cái axit với cái nước. Ở các cái vùng sâu mà mình không mua axit được á, hoặc là các cái vùng thị trấn mà khu vực địa phương mà con mà không mua axit được á,
thì bà con có thể mua cái giấm ăn, nồng độ của nó khoảng tầm 4.0 đến 5. Nếu đã mua giấm ăn mà dòng cho 1 kg á thì cần khoảng 20 lít giấm ăn không pha thêm nước. Thì khi đó cái chitosan của mình nó sẽ tan ở cái mức độ khoảng tầm 90%, hơn 90% là đạt rồi. Và mình tan được 100% chitosan. Giờ thì mình sẽ cho khoảng 1 lít nước vào cái chitosan dạng bột này. Khuấy đều nó. Khuấy đều nó trước. Cho 1 lít, hơn 1 lít không sao hết, mình khuấy cho nó loãng chút. Hơn 1 lít một tí thôi. Đây các bạn xem, bà con xem này, cái này là khi mình đổ nước vô là nó không có tan đâu, nó cứ nó sệt sệt như vậy nè, cái bột nó vẫn còn. Đó. Nó đặc nó không có tan được trong nước nha, chị Tô San không tan được trong nước nha. Nếu bà con pha chưa tan là cái nồng độ axit của bà con là chưa có đủ để mà đủ cái nồng độ để cho nó tan. Giờ mình sẽ cho cái chị Tô San này đã pha với nước rồi á, mình sẽ cho nó vào trong trong cái dạng dung dịch axit mình đã pha sẵn đây. Khi mà mình cho từ từ vào, vừa cho vừa khuấy cho nó tan đều. Dành. Bà con chú ý là cái này thì mình chạm nó không sao, mình pha ra 5% rồi nó loãng rồi, nhưng mà axit làm đặc là hạn chế tiếp xúc với da của mình, nó bỏng đó. Khi mình mua về để mình xài mà chưa kịp dùng á là mình đem mình bảo quản nó ní xa con nít trà, không là nó đụng vô là bị phỏng đó. Rồi, mình lưu ý cho bà con một xíu nữa là cái axit này là axit đậm đặc. Nếu mà đụng vào trong tay á, là nó sẽ gây bỏng á. Trong quá trình làm thì mình có bao tay mình bao lại, hoặc là hạn chế cái việc mình tiếp xúc với nó. Khi mình mua về thì mình mua khi mình mua cái axit về á, mà mình chưa xài kịp hay xài còn dư á, nên cắt kỹ để tránh xa đầm tay của trẻ em ra. Hoặc là ghi chú những cái gì đó để mình biết nó là axit là chất nguy hiểm nên mình đã có đụng vô. Đó. Cái chitosan này nó chỉ tan trong, bà con chú ý, nó chỉ tan ở mức độ khoảng tầm nồng độ axit của nó khoảng 4-5% thì nó mới tan. Đó. Chứ còn mà dưới thì nó tan, nhưng mà nó tan ít lắm, nó tan một phần thôi, còn khoảng tầm
80-90% trở lại thôi, chứ nó không không, không tăng hơn được. Thì cái này nó hiện tại nó cũng chưa tăng hết, thì mình khuấy cái trong quá trình làm đó, sau khi mình pha xong dạng dịch như thế này thì khoảng tầm 3 tiếng mình khuấy lại nó một lần, rồi sau 48 tiếng kể từ lúc mình cho ra dạng dịch là mình có thể xài được đó. Sau khi mình pha xong, mình sử dụng cái nắp hoặc là cái màng mình đậy kín nó lại là được. Rồi cứ để sau 48 tiếng mình dỡ, cứ khoảng 3 tiếng á mình mở ra mình khuấy nó lần, và sau 48 tiếng là hoàn toàn xài được. Sau cái thời gian mình đã pha cái chitosan mình để 48 tiếng rồi á, thì cái thành phẩm của nó, thì bây giờ mình chỉ cho bà con xem cái dạng lỏng của nó ra như thế nào. Đây, sau 48 tiếng á, thì mình sau 48 tiếng mình pha đó và khuấy đều á, thì bây giờ cái chitosan nó tan hoàn toàn rồi, 100%. Thì nó có cái dạng mà nó lỏng như thế này nè. Đó, màu của nó hơi bằng vàng vàng một tí. Đó, nhìn nó dẻo dẻo, nó sệt 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 nè. Cho vào cái cốc này cho bà con xem. Đây là cái dạng dung dịch nó ở tầm 3.58% nha. Cái nồng độ axit nó còn lại ở 3.58%. Ví dụ bà con thắc mắc là cái axit nó có bị ảnh hưởng gì trong quá trình mình bảo quản trái cây hay không, rồi ảnh hưởng gì tới người sử dụng hay không. Thật ra thì cái nồng độ nó khi mình pha là nó ở 5%. Sau đó mình châm thêm nước để cho nó đạt được. Mình nói ở đây là một cái mình pha theo công thức là 1 kg đi. Lúc đầu là mình pha khoảng tầm 5%, sau đó mình châm thêm nước cho nó đạt được cái độ là 20-25 lít, thì nó loãng ra thêm nữa là khoảng tầm 3.58% rồi. Thì cái độ axit nó thì 3.58, cái nồng độ của nó 3.58 thì nó thấp hơn cái giấm ăn của mình rồi. Nó thấp hơn cái giấm ăn của mình là 4.0-4.5%, cái nồng độ axit thì nó chỉ là chua chua thôi. Xong từ cái 4.5 đó, từ 3.58 đó mình lấy 1 lít ra mình đi pha để mình nhúng trái cây á, thì mình pha với tầm 20 lít nước nữa để mình nhúng trái cây. Tùy theo loại trái thì mình sẽ nói ở chỗ là pha với 20 lít nước nữa, thì khi đó cái độ axit của nó chỉ còn là 0.18% thôi, rất là loãng. Thế nó không có ảnh hưởng gì hết trong việc quá trình mình sử dụng hay bảo quản trái cây, ảnh hưởng đến sức khỏe của người ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này đi, mình sẽ đi phun cho cây một cái. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip.